Xin chào các bạn, sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách lắp xe lăn điện Lucas XE1002. Đầu tiên các bạn mở xe ra, các bạn ấn tay vào hai bên khung xe này, khung ghế ngồi mạnh ra. Sau đó các bạn lắp điều khiển, các bạn cắm điều khiển vào đây. Tiếp theo các bạn lắp đệm ngồi và đệm tựa. Mở bạn để chân ra xem ở bên trái hay bên phải. Cái này ở bên phải. Các bạn để bộ phận để chân hướng ra phía bên ngoài. Sau đó cắm hai cái lỗ ở trên bộ phận để chân vào hai cái chốt trên xe. Sau đó các bạn đẩy vào phía trong. Đẩy mạnh vào phía trong là được. Tương tự với bên còn lại. Hạ bạn để chân xuống. Cắm hai lỗ vào hai chốt trên xe, hơi lệch ra phía bên ngoài, sau đó đẩy mạnh vào phía trong. Lắp dây đai đỡ chân. Cách lắp chống lật. Đầu tiên các bạn lấy cái chốt này ra, ấn tay vào kéo chốt ra. Sau đó các bạn cho thanh chống lật vào và cắm cái chốt này xuống, sao cho cái chốt này vào đúng cái lỗ ở trên thanh chống lật. Tương tự với bên này. Tiếp theo các bạn lắp ắc quy. Để lắp ắc quy thì các bạn chú ý ấn cái thanh treo ắc quy này cho nó thẳng xuống. Sau đó treo ắc quy lên cái thanh. Các bạn để ý ở đây nó có hai cái móc thì các bạn treo hai cái móc lên cái thanh này. Cuối cùng các bạn kết nối dây từ ắc quy vào dây điều khiển. Dây màu đỏ này. Cắm đúng chiều là nó vào. Xong. Các bạn bật nguồn kiểm tra xem điện vào chưa. Điện đã vào. Đây là nút nguồn. Đây là nút nguồn này. Đây là bạch báo pin. Đây là còi. Đây là nút tăng giảm tốc độ. Các bạn điều khiển xem xe chạy được chưa. Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn lắp xong xe lăn điện Lucas XE1002. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng xe lăn điện Lucas XE1002. Một chiếc xe lăn điện có đệm bằng vải lưới, rất là thoáng và êm ái. Trước khi lên xe, các bạn hãm hai bánh xe lại để cho xe không bị trôi. Hãm hai bánh xe ở hai bên. Tháo dây an toàn ra. Bật bàn để chân lại để cho quạt vướng. Các bạn lên xe từ giường vào ghế thì các bạn sẽ nhấc cái thành xe này ra, hai bên có thể nhấc lên được thì các bạn di chuyển từ giường hoặc ghế vào, và các bạn có thể đi từ phía trước. Sau khi ngồi lên xe, các bạn lắp lại thành xe, hạ bàn để chân xuống, thắt xe an toàn. Sau đó các bạn nhả thanh hãm. Bật nguồn và điều chỉnh tốc độ như mong muốn. Sau đó là các bạn điều khiển xe. Bộ phận điều khiển có thể tiến lùi.
hoặc là sang trái sang phải xoay 360 độ. Sau khi sử dụng xe xong thì các bạn tắt nguồn. Trước khi xuống xe các bạn lại hạ bánh xe hai bên lại để xe không bị trôi. Tháo dây an toàn. Các bạn có thể ra khỏi xe bằng phía bên cạnh. Ra khỏi xe ở phía bên cạnh thì các bạn nhấc cái thành xe này lên. Hoặc các bạn có thể ra khỏi xe từ phía trước thì các bạn nâng bàn để chân lên. Sau đó ra khỏi xe. Ở chế độ chạy điện thì nếu như các bạn muốn đẩy xe thì đi nó sẽ hơi nặng. Nếu các bạn muốn chuyển xe sang chế độ đẩy thì các bạn sẽ kéo cái chốt đỏ ở giữa bánh xe sau cả hai bên ra. Các bạn kéo ra và xoay một chút cả hai bên. Thì các bạn lúc này các bạn đẩy đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Ở chế độ đẩy xe thì các bạn nếu muốn chạy điện thì các bạn sẽ không chạy được. Khi các bạn bật nguồn lên điều khiển nó sẽ xe nó sẽ không đi. Nếu như các bạn đang từ chế độ đẩy sang chế độ chạy điện thì các bạn phải kéo cái chốt này ra và xoay trở lại vị trí cũ ở cả hai bên. Sau đó các bạn bật nguồn thì lấy cái xe mới chạy đi được. Bật nguồn và điều khiển xe đã đi được rồi. Cách sạc ắc quy. Để giữ an toàn các bạn tháo cái chốt nguồn nối ắc quy với bộ phận điều khiển ra. Sau đó các bạn vặn cái nút này ra thì nó sẽ có cái chỗ để các bạn cắm sạc. Các bạn có thể để ắc quy ở trên xe hoặc nhấc ắc quy ra để sạc. Do bên này các bạn cắm một điểm. Khi sạc chưa đầy thì đèn sẽ màu vàng. Khi nào sạc đầy thì đèn sẽ màu xanh. Sau đây tôi xin hướng dẫn cách gấp xe lao điện Lucas XR 1002. Đầu tiên các bạn tháo điện tựa và điện ngồi ra. Tiếp theo các bạn tháo bộ phận để chân. Đầu tiên là gập bàn để chân. Sau đó lấy tay đẩy cái lẫy màu đen này, lệch ra bên ngoài rồi nhấc ra. Làm tương tự bên còn lại. Dựng bàn để chân, đẩy cái lẫy đen này ra phía ngoài, sau đó nhấc. Tiếp theo các bạn tháo bộ phận điều khiển. Tháo dây nối điều khiển với ắc quy. Bạn kéo mạnh ra. Nhấc bình ắc quy ra khỏi thanh treo ắc quy. Các bạn kéo cái thanh treo ắc quy này lên thì mới gấp được. Đó, kéo cái đệm ngồi này lên. Như vậy là đã gấp xong xe.